Xin chào, mình là Ngân, huấn luyện viên của Small Gym. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Small Gym. Và đây là series tập luyện đầu tiên mà Small Gym làm riêng cho chị em phụ nữ. Và trong series này thì mình sẽ là huấn luyện viên và là người đồng hành cùng với các bạn thông qua 23 chuỗi video tập luyện và dinh dưỡng của chương trình. Chúng ta sẽ làm việc với nhau từ giờ cho đến Tết và bắt đầu từ ngày hôm nay. Trong lịch của nữ hôm nay chúng ta sẽ tập thân trên thì vẫn có một bài chin up, là một cái bài nó là một cái gì đấy nó cực kỳ là mang tính chất là phân lớp. Thế nên thì Quỳnh Trang sẽ được bỏ qua bài này. Quỳnh Trang sẽ tập với một superset là chúng ta vẫn một bài bình thường thôi, là curl rip pull down. Đấy, còn bài của Ngân thì chúng ta chin up này nó sẽ có là 10 rep total và chia đều cho 3 set. Thì Ngân vừa làm được bao nhiêu? 4 rưỡi à? 4 rưỡi thì là Ngân sẽ còn 6 rep nữa, thì có thể là 2 set sau chia đều ra mỗi cái, mỗi hiệp 3 cái. Đấy chưa? Thời gian nghỉ giữa mỗi lần pull này là 120 giây. Cầm nó sẽ hơi đặc biệt một tí, chúng ta sẽ cầm glow grip, có nghĩa là cầm tay cầm hẹp. Đấy, mình muốn cái bài này nó vào tay sau của chị em một chút, bởi vì lâu lắm chúng ta không động đến nó. Được rồi, thì Ngân sẽ sử dụng cái thanh đòn, một thanh đòn thôi. Bài này khá là nặng so với chị em, nó không giống như mấy bài tập chân bá chủ được. Đấy, còn Quỳnh Trang sẽ sử dụng thanh đòn dành cho nữ. Thanh đòn này nó chỉ 27,5kg thôi và 2,5kg tạ mỗi bên, thì tổng có đâu đấy rơi vào khoảng tầm 12,5kg. Superset thứ hai của bài push thì bây giờ chúng ta vẫn có một biến thể đẩy ngực nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng tạ đơn. Đấy, ngoài ra thì sau đấy chúng ta sẽ superset ngay với bài push up. Push up thì Quỳnh Trang lần trước cũng học push up rồi và chỉ thực hiện được knee đầu gối. Thế nên thì là chúng ta sẽ sử dụng biến thể đấy và nó có thêm cả tempo nữa nhá. 4010 thì áp dụng vào pha đi xuống, chúng ta sẽ xuống chậm 4 giây sau đó đẩy lên. Chỉ có hai anh em ngồi đây thôi. Ngân nó tự thấy bản thân mình chưa đủ chỉ tiêu tập thêm. Đấy. Kim phủ. Ở đây chúng tôi không cấm các bạn tập thêm nhé, nhưng mà các bạn sẽ phải đạt được một số các cái
đặc điểm để có thể đáp ứng được nhu cầu phục hồi tốt của cơ thể. Nếu mà có thể xem trên video góc phải màn hình đấy. Còn nếu mà tập thêm xong rồi các bạn bị ảnh hưởng đến cái buổi tập của buổi sau hoặc là các bạn chấn thương thì do lỗi của các bạn. Rồi hôm nay các bạn có món gì đây? Nhìn vẻ hôm nay bát đầy hơn mọi ngày đúng không? Hôm nay mình có khoai lang, có salad và gà. Có thêm tinh bột rồi. Đấy, thì tuần này chúng ta cũng sẽ bắt đầu có cao bắp, có thêm tinh bột. Đấy thì Quỳnh Trang thì chắc là nó cũng không làm được cái gì nó quá nghiêm túc, cho nên là mình cứ đẩy trực tiếp vào trong các meal hàng ngày. Nhưng mà chúng ta vẫn cái block trước ấy, thì chúng ta đang là carb cycling với một lượng carb khá là giới hạn. Thì lần này lượng carb nó sẽ tăng lên khoảng đâu đấy gấp 3 lần. Đấy, một con số khá là lớn, có thể lên đến khoảng tầm nửa cân gạo đấy, ăn được nhầm nửa cân cơm cho mỗi bữa, cho mỗi ngày. Thế nên thì là các bạn hãy theo dõi một vài video tiếp theo và sẽ hướng dẫn các bạn cách carb up, cách an toàn nhé. Và từ từ dần dần chúng ta sẽ chuyển sang việc ăn uống, tập luyện bình thường. Còn Quỳnh Trang thì thôi, nó tập là đã rất là tốt rồi. Nên là thôi, cứ ăn dần và cố gắng ăn đủ thịt, ăn đủ đạm để có thể phục hồi là ok. Đấy. Rồi, có câu hỏi gì không? Thế thì em tập xong ấy, thế em chỉ cần tập xong rồi em dừng lại luôn đúng không? Hay là em phải tập nữa, tập mãi? Là như nào? Có nghĩa là em định là sau khi chương trình được kết thúc là sẽ không tập nữa? Thì chắc thế, em lười lắm. Em... Ôi vãi. Sao anh nghĩ một cách nó đơn giản như thế? Bây giờ như anh bảo em, nếu mà mình đi chơi đúng không? Đi du lịch một điểm du lịch nào đấy, thì em sẽ lựa chọn là nằm ở nhà để nghỉ ngơi theo đúng như kiểu là lựa chọn một cái resort chẳng hạn để nghỉ ngơi, hay là đi thăm thâm thú các cái cảnh vật xung quanh đấy. Em sẽ đi nghỉ dưỡng. Ôi. Không, nếu mà em lựa chọn nghỉ dưỡng thì nó sẽ phù hợp với cái việc em tập một lần rồi rời thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhá, em duy trì được cái việc tập luyện một thời gian đúng không? Cái sức khỏe của em tốt hơn chẳng hạn. Em thấy là cái việc em không cần phải có những cái khoảng nghỉ như thế nữa, bởi vì cái sức hoạt động của em nó cao hơn thì em có lựa chọn có lúc nào em sẽ lựa chọn đi thăm thú cái cảnh vật xung quanh ở cái khu điểm du lịch đấy không? Thực ra là thăm thú cũng thích, nhưng kiểu ngày bé hay thích đi xem một bảo tàng các thứ, đọc một cái đấy cũng không hay. Cái đấy thì nó chán vãi à. Không, anh thấy hay. Em phải công nhận đi nó chán. Không, hay thật. Lúc mà ngồi đọc ấy, xong ngồi đọc về mấy cái này. Em có đi săn mây không? Không, mệt lắm, phải dậy sớm. Ôi. À, không có gì để nói. Không được, thế không được. Cái này lần đầu tiên nhá, anh sẽ phải công nhận với em ấy. Đó là cái việc tập luyện nó phải duy trì. Có khi là duy trì mãi mãi. Em sẽ phải hành xác như này, cách khổ cực, khổ đau như này. Từng ngày. Đấy. Nhưng mà dần dần thì tự nhiên đâu phải tự nhiên trong các bài tập nó đều có sinh ra kỹ thuật đúng không? Kỹ thuật nó sinh ra là khi mà em master một cái bài em làm quá nhiều rồi em biết cách là đưa cái động tác đấy nó làm là nó nhẹ hơn. Đấy thì công việc nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thì cái cơ thể em nó cũng sẽ như vậy khi mà nó được huấn luyện ấy. Thì dần dà những cái hoạt động có thể là cái bài tập nó vẫn nâng độ khó lên, em sẽ vẫn thấy là khó bởi vì là mình đang có huấn luyện viên nâng độ khó hàng ngày và em sẽ cảm thấy là hôm nào nó cũng như là địa ngục vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh em của hiện tại nhá, anh cho em quay trở lại tập cái bài của cái block đầu tiên ấy, em sẽ thấy nó chẳng là gì cả. Thì ví dụ như lúc nãy mình vừa kéo là 22,5 đúng không? Buổi đầu tiên mình kéo 15 hay 20 ấy, được có 5 cái. Hôm nay mình kéo 22,5, 12 cái liền. Có nghĩa là em khỏe gấp 3 lần so với thời điểm của em một tháng trước rồi. Đúng không? Thì có nghĩa là những cái công việc của một tháng trước đối với em bây giờ ấy, nhẹ nhàng hơn. Nó chỉ là 1/3 thôi. Thì có nghĩa là giống như là em được ngủ ít 3 lần vậy. Có đúng nhỉ? Lôi cái đấy so sánh có đúng không nhỉ? Chắc đúng. Thì bây giờ em được ngủ ít 3 lần rồi. Thì em ngủ nhiều nữa làm gì? Em dậy em đi chơi chứ. Đúng không? Noel này có định đi chơi đâu? Em chưa biết. Nhưng mà có định đi không? Hay là lại mời ở nhà ngủ tiếp? Định về quê chơi. Chưa biết là về quê chơi sẽ chơi ở đâu? Ra ruộng. Quê. Ruộng á? Thế thì ở đây không có ruộng thì phải đi ra về quê. Nhưng thì phải ra ruộng chứ. Mùa đông ra ruộng làm cái gì? Ngắm ruộng à? Bây giờ người ta đang gieo mạ. Thế à? Ừ. Đang gieo mạ mới. Thế để em về hóng thử xem. Em đã nhìn thấy con trâu bao giờ chưa? Em nhìn thấy rồi, giống như
được, thế là tốt hơn, khá nhiều, đến 80% dân thành phố rồi. Nhiều trẻ em còn chưa được nhìn thấy con trâu bao giờ đâu. Thấy chưa? Nhưng mà anh vẫn mong là sau cái khóa này em có thể duy trì tập luyện rất tốt. Và anh sẽ cố gắng làm cho em một cái lịch duy trì nó nhẹ nhàng thôi. Ok không? Em có làm được không? Chắc em sẽ làm được. Sao cô làm được? Cái đấy là chắc chắn rồi. Bây giờ cho em tập lại thôi, nói chung là không cần khối lượng quá nhiều, em chỉ cần tập lại cái lịch của block 1 thôi. Em đã khỏe rồi. Không, vừa duy trì nó thôi. Anh nghĩ là nó cũng đã duy trì được cái khối lượng tập luyện này rồi. Có nghĩa là đạt được cái kết quả của toàn bộ cái khóa này rồi. Và duy trì được nó rồi thì không cần thiết nó phải quá là căng thẳng. Còn đến khi mà em cảm thấy là cái công việc nó nhàn hạ quá thì em tự chủ động tăng thì cũng không sao cả. Anh mong là một ngày đấy em cảm thấy là nó không thoải mái thì em tăng lên. Anh mong là em cũng mong một ngày đấy nhá. Nhưng còn nếu mà mình vẫn đi du lịch và vẫn lựa chọn cái việc là nghỉ dưỡng ở resort thì là không. Như thế thì anh lại phải đánh giá lại. Có nghĩa là sức khỏe của em quá yếu để có thể hưởng thụ. Đâu, em thích nghỉ dưỡng mà. Đúng không? Bởi vì rõ ràng là nghỉ dưỡng có nghĩa là người ta phải mệt mỏi lắm người ta mới chọn lựa chọn nghỉ dưỡng. Đúng chưa? Chắc thế. Có nghĩa là với cái sức khỏe như cũ của em ấy, thì chỉ là cái lượng công việc hàng ngày thôi, đi học đi làm của em thôi, em đã thấy muốn rũ rượi rồi, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhưng bây giờ nếu mà cái giới hạn đấy của chúng ta được nâng lên chẳng hạn, thì sẽ có một lúc nào đấy em mong là em sẽ đi thăm thú những cái địa điểm du lịch xung quanh cái chỗ khu resort của em nữa, chứ không phải chúng ta sinh nằm dài một chỗ cả. Ok, cái này thì đồng ý thôi, bởi vì là ví dụ như là leo chùa hay leo thác ấy chẳng hạn, càng ngày thì anh thấy là người ta đúng là càng ngày càng lười cả. Bởi vì mấy cái điểm du lịch ấy nó cũng gắn hết cáp treo mất rồi. Đúng không? Cầu thang máy cáp treo đủ hết. Người ta đã bắt đầu công nhận là có khá là ít những người có đủ thể lực để có thể vượt qua được. Nhưng mà nếu mà mình đi được khoảng tầm 2.000 bước cầu thang như thế đấy, chú Yến tưởng là bao nhiêu bước cầu thang nhỉ? Lâu quá không? 20 hay 20.000. Em bây giờ nó có cáp treo rồi, chả còn vui nữa. Nhưng mà nếu mà tự mình vượt qua được thì anh nghĩ nó cũng là một cái thành tích khá là đáng này. Kể cả cho con cháu sau này, bà từng đi 20.000 bước cầu thang khủng khiếp, trong khi mấy bà khác phải mẹ đi cáp treo. Mấy quê con cháu. Còn bây giờ leo cầu thang bộ qua 2 tầng cũng lựa chọn thang máy thì hơi khó. Nếu bị cứ vận động quá. Cái này nó không phải bây giờ đâu nhá, mấy mai sau ấy, khi mà em ít vận động quá ấy, thì một trong những cái tỷ lệ tử vong cao ấy là do là người ta nhược cơ nhiều, ít vận động. Và một cái tỷ lệ khá là cao mọi người không tính đến là khoảng 20% những người già tử vong là do ngã, do cái hệ vận động của họ kém quá. Ngã mà chết á? Ngã thì nó không phải là một mình nguyên nhân ngã thì là nguyên nhân kích phát thôi. Ngoài ra thì nó có nhiều cái vấn đề khác như kiểu loãng xương chẳng hạn. Đấy, loãng xương có những trường hợp mà anh đã từng gặp là người ta chỉ ngồi xuống giường thôi đã gãy mất xương chậu, gãy mất mỏm xương đùi, cái cổ xương đùi loãng xương quá. Thì cái việc tập luyện nó cũng một phần nào đấy giúp cho xương của chúng ta nó tích tụ canxi nhiều hơn, giúp người chắc khỏe hơn. Nói chung là vẫn phải tập luyện. Nếu mà tập sớm được và nâng cao được cái sức khỏe của mình lên ngay từ khi còn trẻ, về càng già càng sau thì một là việc dây cơ nó khó khăn, hai là các cái tổ chức cơ xương khớp của mình nó tự nhiên đang không phải làm gì, nó phải chịu tải một lượng lớn quá thì nó cũng khó khăn hơn. Thì lúc đấy thì càng phải thuê huấn luyện viên, đúng không? Còn nếu mà mình tập sớm hẳn thì không? Tổ chức cơ dụng khớp cũng như là cơ thể mình học cách vận động nó quen dần, tăng dần thì anh nghĩ là mọi chuyện bắt đầu sớm thì nó dễ. Nhưng mà thời gian tốt nhất để tập luyện đó là lúc mà các bạn còn trẻ và ngay bây giờ. Còn giờ thì bye bye.